giờ cái qua nó hết tưới cây đó rồi, kệ nó đi. Gần nữa đó, chứ không phải của con bé. Con sao cái đó, nghe đường một xíu quẹo vô. Xè xè ra, con thấy nước giống. Chá vợ chở, không biết tâm chuyện gì đương nhiên không biết. À, thấy như con bọt cây à. Tùng đợi đổi nha anh em. Bạn Niên Tùng. Đấy, thấy nó chạy nó hoàng, chứ không ăn đó. Nó hỏi con bé. Ủa mã nó mới nuốt cái bài tâm bệnh bộ cái gì nè. Con có một bám nha. Mua mấy cây một cây cho một nam nha. Mẹ cái thằng nó thấy quỷ lé thấy vũ lé vô chửi ông sụp này lé chửi hả, lé chửi vũ nó đụng mẹ vì nó hả mày quýnh thì nó gì đổ cây đổ cây gì đó đụng mày vũ xỉnh đâu phải không, mẹ tao giật đầu mày à lé chào tất cả các bạn nhé, bạn Nghiên Tùng khủng rời đội nha anh em, đang rời đội chứ phải nhập đội. Ủa mơ bán cái tùng đặng 2-3 xe dừa hả? Con biết mãi tết. Bình thường. Phải lắc lại mày. Giờ xe mới vô. Đó, giờ mới vô. Vượng vô kéo vô đó. Vô đậu xe chừa đường đi nha, hồi ra nha. Đậu sát vô. Ô, ba binh lính tới. Đi đúng giờ không có đậu bên này hết kia. Ba cặc ba đậu chứ. Đậu mọi chỉ là hôm nay đậu đã xin tối cho cái mới đậu lắm đi ạ. Không dựng. Không dựng gì à. Quá trời cái bầu. Khủng khiếp. Bao ngày chi? Tỉnh lại nguyên cái bao nhét vô, tút ra. Cô bố kìa. Cô bố cây kìa. Nè. Cô bó tàn giờ lại thấy cũng gọn rồi ha. Đó, cốc đó. Cốc cây dưới không sao. Cốc đi. Cốc cây trời, đừng cốc mấy cây kia được rồi. Nằm ngoài luôn đó rồi. Ngoài bạn Liên Tùng nha anh em. Quá khủng. Đội quân mười mấy hai mươi người. Nghe bước. Luôn. Trời, dễ đâu, dễ đuốt không cần đâu. Đại quân diện binh vô cứu người. Trời, mới vô thì vừa 20 phút. Quá đông luôn nha anh em. Quá rồi. Biết đi nổi không nữa, nhiêu đây chưa chắc được nổi nữa. Không giỡn đâu. Xe qua Lâm rồi. Nhiêu đây vô mình giác bộ đi không phải luôn đi. Thì đó. Cái đường nhỏ xíu mà. Ừ. Ra cái cổng mình lọt không? Chào tất cả các bạn nha.
cho mình một follow nha bạn. Anh em yêu thích bonsai cho mình một follow nha. Một like một follow nha. Cái cổng kìa. Ủa anh gỡ cái cổng ra nữa kìa. Anh đi ra coi cổng đi. Cổng nó thấy bự lắm đó, nó nhỏ đó. Cái cổng của em nè, lọt không nè? Cái cổng cầu nè. Cái cổng cầu lọt không đó nha. Cái cổng cầu đó bây giờ không lọt đi. Vậy thôi ginh đây qua mấy xong cái để bển cái chợ đi. Ủy cổng. Rồi chào 57 anh em nha. Lần đầu tiên like tấp tấp luôn. Chết rồi vậy lỗ trơn rồi hả? Nãy giờ em quay anh nhiều nhất luôn á. Trời ơi. Chủ nợ có tìm ảnh thì tới đây. Hết anh em vô đây đốt mở gài rồi có tâm giận có mấy phút rồi bị lộ. Cổng nó dễ mà tháo cái bẹt nó ra. Đâu lo. Nãy em kêu anh về nhúng nhúng cái cầu. Bạn Niên Tùng gọi đổi nha anh em. Đó, anh em cần bạn Niên Tùng cứ alo em nha. Đây. Bạn đi Tùng, Tùng La Hán anh em. Miền Bắc gọi là Tùng miền La Hán á, miền Nam gọi là bạn đi Tùng. Vừa hả? Canh rồi. Ừ. Cái bầu á. Anh có đứng ngay cái cầu nhúng nhúng không? Có rung rinh chưa? Nhịp nhịp không? Ừ. Cầu nó nhịp nhịp không? Rồi này ra bắt dán hả? Bắt dán để mà cầu phải không? Dán cho chịu phụ. Ta, cái nào ta nhìn cái đó, ta chú tâm cái đó. Nhìn tinh tài chi á. Đang live stream nha ai. Nó đang live stream trực tiếp á nha mấy anh em. Ai thiếu nợ thì né ra nha. Một hồi tự nhiên ai đâu kéo vô đây rần rần à. Rồi chào 72 anh em nha. Nhớ cho em một like nha anh em. Một follow nha anh em. Coi không à, không ai bình luận trơn. Khủng khủng gì. Bó cái gọn hơi rồi đó. Quay chơi tiền bạc gì. Quá nặng. Anh em nào yêu thích bonsai cho em một polo nha. Anh em nào có nhu cầu mua cây giống cứ vào tấp tấp của em xem nha. Bạn Liên Tùng rời đội. Được 97 người xem rồi. Nhầm gì, gãy nhánh nhỏ nhầm gì. Rồi chào 104 anh em nha. Em mua tùng gì anh Dũng xong luôn. Em có đăng trên tấp tấp em có cái trang chủ em có đăng anh. Cái giống có đăng giá hết. Và vào YouTube em cũng có nữa. Bonsai Tiền Giang YouTube em có anh. Tùng nó nhiều loại. Mỗi loại giá nó khác nhau. Cây giống mỗi loại giá nó khác nhau. Còn cây lớn thì giá nó khác nữa. Tùng sống tùy theo cây anh ơi. Tùy theo cây kích thước nó khác nhau nữa. Hoành nữa. Cái góc người ở bà này giá 200 mấy anh ơi.
Vậy anh em còn bán lại nữa, không báo giá trực tiếp bên đây được. Hiện giờ lăn qua đây đi mấy cái nó thở kia chìm bên kia. Cái này bán rồi, người ta đang bứng. Lên, lên anh em. Wow. Đó, đầy quá trời khủng luôn nha. Cái này đo dưới chắc cả 1m78 hoành. Trăm cây sổng giờ khoảng 40-50 anh ơi. Thì heo cây đẹp nữa, cây đẹp giá cao hơn. Giá tại vườn nha anh. Cái này nó banh 1m7 lận, 7m8 lận. Quá trời cái ngọn rồi. Cái ngọn quá rồi. Được rồi cháu ơi, được rồi, thôi. Chiên có ăn xét cho đi. Nhớ về một lô nha anh em. Em có cần cây giống gì cứ vào kênh top top em nha. Bán giống tùng tất cả các loại. Tùng La Hán, Đài Loan, Kim Cương. Kim Cương đọt đỏ. Rồi, chào 173 anh em nha. Anh Dũng xong lô muốn mua vô đây dễ hơn anh. Vô đây rất là nhiều luôn. Cài lại Tiền Giang, bao la cho anh lựa. Ben bằng cái xe nhỏ xíu luôn anh em ơi. Cái đây điện thoại đó đó không có à? Bạn Niên Tùng rời đổi 20 anh em đang lên một cái cây. Anh em xem cho em một follow nha anh em. Nhớ cho em một follow nha. Lâu em like cho anh em xem những cây khủng khủng. Ít cái like, lần đầu tiên like lên top top này luôn. À tim nha anh em, à tim cho em nha. Đó, quá khủng luôn. Cái cây nguyên một đội quân bằng cái đám giỗ. Cái đám giỗ luôn nha anh em. Lên. Trời ơi đeo lên. Lên. Trời ơi ơi ơi. Bể cái lưu đành nha. Rồi rồi. Ngoài qua cái mình ảnh kìa. Ngoài cái mình ảnh kìa. Đi chỗ khác được đấy nè. Đi lên này. Ê, mượn điện thoại. Em quay. Đi luôn á. Rồi, chào 191 anh em trên mọi miền Tổ quốc nha. Em chơi một team một follow nha anh em. Bạn Niên Tùng rời đội nhập tịch qua chỗ khác. Đây, cái màu quá khủng luôn. Anh em mua tùng khủng thì cứ về cái lại nha anh em, cái lại Tiền Giang nha. Cái lại là xứ sở của bạn Niên Tùng, Tùng La Hán. Có nước đâu thì vô xăng vô gì đi đi. Đây cây khủng cũng rất là nhiều nha anh em. Có những vườn lớn hơn nhiều. Anh em nào ở xa mà có nhu cầu mua cây tùng thì cứ về đây nha. Về đây rất là nhiều luôn, nguyên giống như một cái làng. Đẹp
191 người ta không lên được 200 ta. Em cho em một follow nha anh em. Anh em nào có nhu cầu mua cây giống thì cứ vào kênh YouTube của em nha. Có YouTube nha anh em. Bonsai Tiền Giang. Báo giá chi tiết ở trên đó luôn. Dạ. 20 người mà chưa lên cái cây này nổi. Gạch thì cho bể thoải mái. Nhưng mà cái cây đó bán nó tiền rồi nha. Rồi. Cái cây đó lấy tiền rồi đó. Tiền tươi luôn rồi đó. Vô xanh, vô xanh. Có cái nào, có cái cọng này nè. Cọng á. Cọng, cọng đó. Trời, cọng cái này thôi, trời, cọng cái này nè. Mày xé lấy được mà được. Vô cái này nè. Vô vô cái này nè. Vô đó, quấn cái đó. Quấn cái đó luôn đi. Cột sắt thì thay dễ, rồi cột xi măng này thay hay khó. Đó thằng này quá. Thay cái bị gì chán không? Cạy bể cây chứ. Cái đó ừ đúng rồi anh ơi. Bầu bị bự ghê đứng cầm ở đầu luôn. Bánh xe rất mềm luôn. Bánh xe nó lúng luôn kìa. Hai bánh luôn mới chịu nổi. Bánh coi coi đi. Lúng luôn rồi. Đúng rồi, để lúng khúc rồi mà. Tao đụ với thầy ẩu á. Ừ, kỹ chứ mấy nhà thầy ẩu hả? Chạm bó cọc kia ở ngoài ba. Nói gì? Ngoài có gì đâu bó. Cọc cầu đâu dầm gì? Ngoài có gì đâu bó. Bó cọc cổng. Trời ơi. Cọc lọt cũng chui. Đâu có sợ lọt. Chui vô mà. Sợi tay cái cây á. Sợ tay cọng đâu hả? Sợ tay cây. Ừ, sợ tay cây. Quý sáng mùng bớt mẹ rồi mình dễ ra không? Mên một hồi bỏ cái tụng không chở con về. Nghe em con ơi. Rồi, chào 191 anh em nha. Lâu quá không có like lại. Em còn tính để trồng kiển được mà anh chơi vậy hết tòng luôn rồi. Chỉ một polo nha anh em. Wow, không nổi luôn. Chưa đâu, qua khỏi cái đó mới khỏe được. Rồi, vụ gì, vụ gì? Cái nào? Rút đi. Chào anh yêu bonsai tự do nha. Chào tất cả mọi người nha.
chào 191 anh em trên mọi miền Tổ quốc. Chào anh nha. Bây giờ nhảy lên mô đi. Để cho em một polo nha anh em. Bạn Niên Tùng rời đội. Quá khủng cái cây này, bốn cái bầu quá trời cái bầu luôn. Bầu đi vất vả luôn anh em. 20 anh em luôn á. 20 người đi cây này. Dạ đúng rồi anh ơi, ở cái lại Tiền Giang, xã Long Tiên. Cái lẫy thì tùng rất là nhiều nha anh em. Dạ ok anh. Có dịp xuống đây chơi nha anh. Cái lẫy Mỹ Tho 30 cây, 30 cây số. Có một tùng thì xuống đây, em dẫn cho đi mua, em không có thì em dẫn cho đi mua. Số lượng đây rất là nhiều. Rồi khỏe rồi. Ok anh. Có cây gì giao lưu cũng được luôn nha anh. Em cũng mua bán qua lại tùm lum hết à. Tới luôn. Rồi tới luôn. Ok anh. Tông nhà. Không để tự giải quyết tông nhà anh ơi. Đâu để hồi coi cây khi cái nhánh cũng không xài nữa. Em xem cho em một polo nha anh em. Đó ra được rồi đây. Mới 5 mét mà vất vả luôn nha anh em. Quá vất vả luôn. Chưa. Điểm. Thằng kỳ cục quá ta. Cây quá bự nha anh em, quá bự, vất vả. Cây nhỏ nhỏ thì dễ, cây này quá bự luôn. Đường khó nữa. Nhà em đường nhỏ xíu à, nó khó. Ép chút nữa mới được. Chút nữa là lướt qua ngọn rồi đó. Đường nhà em nhỏ quá anh em, nhỏ quá nó cực, nó chật quá. Không sao, không xài đâu. Xài, lấy sứa cắt luôn rồi, chút cắt luôn. Quá khủng nha anh em. Ôi ôi. Quá khủng khiếp luôn. Qua được cầu nữa mới khỏe nè. Ủa mà chụp lại để ông khỏi đói. Vậy đó thì giờ anh dám chèo gì đi, phải bị đầy vô không có đói được. Để có đây ra, vất vả nữa nè nha. Ra đây nó mới khỏe. Ôi. Ôi. Cái lưng tôi làm như tấm giá.
Giọng ghê lên hả? Từ từ cái mặn thôi nha. Đó. Rồi bạn sao? Gãy nha. Mới kiếm xong á. Chưa phải. Nhà kia nữa phải nha, lên xe nữa ha. Về đi. Ủa Long à, phụ chủ á. Bên Vũ nghiêng á, Long ơi vô ra thôi. Rồi. Quá 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 cho Vũ chung bên kia chú ơi. Vừa cái bầu vừa cái thân cô đi theo qua cái động lụm ví dụ cái lòng khoai đi. Để tôi lấy ví dụ ra ngoài kia. Ra ngoài. Vậy cho qua đi. Rồi chào tất cả anh em nha. Tới đây đứng đĩa rồi anh em ơi, kẹt xe rồi. Đường quá nhỏ. Cây quá bự. Ừ, đó, quay qua cũng cả vấn đề nè. Đó. Rớt xuống. Rớt xuống. Rồi tới luôn, tới luôn. Khoan. Qua cái cua. Bên xe mới được. Ủa này cũng khỏe rồi. Đây có chừng dướng kìa. Dướng đó tại dưới cây cây cây. Dướng cái vừa. Nhẹ cái đi, tới nhẹ cái luôn đi, tới luôn. Xe máy có gì đảo qua phải không? Cái giò cái tùng này được trả rồi. Ngồi vừa qua vừa này sao chở xe máy được mà chở. Xe máy được không? Chở xe máy. Sát dướng sao chút xíu nữa. Dướng ừ có chừng trầy nghe đó đó. Rồi. Rồi rồi qua rồi qua rồi. Được rồi. Ừ. Quá rồi. Rồi, giờ đi thẳng không à. Còn ra ngoài lên cái dốc nữa. Rồi. Cái dốc mới là đèo. Rồi kết thúc live đây nha anh em. Ra được rồi.